Đó là ngày 15 tháng 4 năm 2014. Toàn bộ học sinh lớp 10 của trường trung học Daewon đang chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại qua đêm tại hòn đảo xinh đẹp Jeju. Bạn biết đấy, ước mơ của mọi đứa trẻ 16 tuổi là được đi chơi cùng bạn bè mà không có bố mẹ bên cạnh và kiểm soát. Đó là những chuyến đi vui vẻ và vô tư, nơi kết nối tình bạn lâu dài và tạo nên những ký ức mà chúng sẽ chẳng bao giờ quên trong cuộc đời. Tất cả sẽ cùng lên chuyến tàu có tên Seagull và được chỉ huy bởi thuyền trưởng Lee Jun-suk, 69 tuổi, người đã có hơn 40 năm kinh nghiệm đi biển. Seagull bắt đầu khởi hành với 476 hành khách, trong đó 33 thành viên là các thủy thủ đoàn, 325 em là học sinh và chuyến hành trình sẽ kéo dài khoảng 14 giờ. Các tầng dưới của con tàu có khu vực dành cho xe, container và hàng hóa cần di chuyển giữa đảo cũng như đất liền. Các tầng trên có nhiều chỗ dành cho việc du lịch và nghỉ dưỡng, ví dụ như cabin để ngủ, quán cà phê, phòng karaoke để giải trí và một cửa hàng tiện lợi nhỏ tiện cho việc mua sắm. Giáo viên dẫn tất cả những học sinh cho chuyến tham quan này đã khuyên họ không nên gây ồn ào quá mức vì trên tàu còn có khoảng 100 hành khách nữa. Bọn trẻ sau khi lên tàu đã tận hưởng sự thoải mái khi ăn uống, nói chuyện và ca hát. Màn đêm kết thúc bằng một màn trình diễn pháo hoa từ boong tàu. Sau đó, tất cả bọn trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và mơ những giấc mơ tuyệt vời về một bãi biển nhiệt đới xinh đẹp. Nhưng họ không hề hay biết rằng, sau đêm nay, tất cả sẽ trở thành một cơn ác mộng tồi tệ chỉ vì sự bất cẩn và vô trách nhiệm của các thành viên cũng như thủy thủ đoàn. Con tàu được mua lại vào ngày 8 tháng 10 năm 2012. Vào thời điểm đó, Seagull cực kỳ đổ nát và người ta đã phải tu sửa lại trong vòng hơn một năm trời. Nhiều cabin được thêm vào phía trên và không gian chở hàng cũng được bổ sung vào bên dưới. Tuy vậy, những điều chỉnh trong cơ cấu đã làm cho trọng tâm bị dịch chuyển và gây ra sự mất cân bằng trọng lượng về phía bên trái. Các sửa đổi ban đầu được cho là bất hợp pháp, nhưng bằng một cách nào đó, cơ quan đăng ký hàng hải Hàn Quốc cho biết Seagull vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra về thiết kế, kiểm tra về độ ổn định và cả độ nghiêng. Con tàu chỉ được chứng nhận chở 1.000 tấn hàng hóa, nhưng vào ngày hôm đó, nó đã chở vượt mức quy định là 2.200 tấn, trong đó có 185 ô tô. Đáng nhẽ với tải trọng này, cần phải có 1.700 tấn nước dằn để giúp con tàu có thể an toàn ở mức cho phép. Nếu bạn chưa biết, thì bể dằn là một khoang chứa nước được giữ ở đáy tàu để giảm trọng lượng đè xuống trung tâm và giữ cho phần trên được cân bằng. Ngoài ra, nước dằn còn cần thiết ở chỗ, nó giữ cho tàu phản ứng thích hợp với tốc độ quay và khả năng cơ động trên biển. Nếu nhìn vào những hình ảnh này, bạn có thể thấy sự mất cân bằng nghiêm trọng đến mức nào. Nước dằn đã giảm xuống chỉ còn 760 tấn, trong khi tải trọng phía trên lại quá lớn. Còn những hình ảnh bên phải mới là sự phân bổ hàng hóa và nước dằn một cách hợp lý. Không những vậy, trên hành trình của mình, con tàu còn phải vượt qua những con kênh hẹp và có dòng chảy mạnh như kênh Mekong. Vì vậy, điều này là hết sức nguy hiểm. Vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 4, thuyền phó Park Han-kyun và người chỉ huy Cho Jung-ki được giao nhiệm vụ điều khiển con tàu. Ngay trước khi sự việc xảy ra, Park và Cho đứng cạnh nhau gần bánh tàu ở đầu cầu, còn thuyền trưởng Lee thì đang có việc ở trong cabin. Vào thời điểm đó, con tàu Seagull di chuyển với tốc độ khoảng 20 hải lý trên giờ và đang vận hành với hai thiết bị radar. Khoảng 8 giờ 20 phút, họ tắt chế độ lái tự động và sử dụng các điều khiển bằng tay để có thể di chuyển qua con kênh Mekong phía trước. Khoảng 8 giờ 46 phút, khi Seagull đang di chuyển với tốc độ 18 hải lý trên giờ, thuyền phó Park đã ra lệnh cho chỉ huy Cho Jun-ki thay đổi hướng từ 135 độ thành 140 độ. Sau khi sử dụng radar để kiểm tra, thì vào khoảng 8 giờ 48 phút, Park tiếp tục ra lệnh cho Cho Jun-ki thay đổi hướng đi của con tàu thêm nữa lên đến 145 độ. Tuy nhiên, ngay lúc này, Park nhận thấy tàu bị nghiêng quá nặng sang mạn phải, liền vội vàng ra lệnh hãy quay bánh lái về mạn trái. Nhưng ngay khi vừa ra lệnh, cô ấy nghe chỉ huy Cho hốt hoảng kêu lên bánh xe không hoạt động, rồi sau đó con tàu bắt đầu nghiêng. Không những vậy, vì hàng hóa và 185 phương tiện đều không được cố định đúng cách, cộng với sự chuyển hướng đột ngột nên đã gây ra phản ứng dây chuyền nhanh chóng. Kết quả, tất cả ô tô và container đều trượt về phía bên trái của con tàu. Vào lúc 8 giờ 49 phút, Seagull đã nghiêng 20 độ, cửa hàng bên trong bị nhấn chìm và nước nhanh chóng tràn vào khu vực hàng hóa, khiến độ nghiêng của con tàu tiếp tục tăng lên 30 độ. Tình thế khẩn cấp buộc thuyền trưởng và toàn bộ thủy thủ đoàn phải quay trở lại cây cầu để xem chuyện gì đang xảy ra. Tròn 8 giờ 50 phút, động cơ đã tắt và phòng máy được lệnh sơ tán khẩn cấp. Lúc bấy giờ, các hành khách đang ở trong canteen ăn sáng hoặc ngủ sau một đêm vui vẻ. Họ nhận thấy con tàu đột ngột dừng lại và nghiêng, nhưng không một ai hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Chỉ đến khi các nhân viên sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ để yêu cầu các hành khách hãy ở nguyên vị trí, nếu không có thể họ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, các học sinh vẫn cười thoải mái và còn nói đùa với nhau về việc con tàu có thể bị vỡ hoặc chìm giống như Titanic. Hầu hết bọn trẻ đều cho rằng dù có bất kỳ vấn đề gì thì các chuyên gia cũng sẽ giải quyết được và chẳng mấy ai quan tâm hoặc là quá lo lắng. Cho đến 8 giờ 52 phút, con tàu đã bắt đầu nghiêng đến 30 độ. Mọi chuyện bắt đầu trở nên báo động
Và điều đáng sợ là mực nước thấp nhất đang tràn vào từ khu vực hàng hóa. Trọng lượng tăng thêm tiếp tục kéo con tàu xuống thấp hơn. Và như vậy có nghĩa là nước tràn vào càng lúc càng nhiều. Vào lúc 8:55, các nhân viên trên tàu đã thực hiện cuộc gọi cấp cứu đầu tiên từ cơ quan quản lý giao thông tàu biển VTS và thông báo rằng con tàu của họ đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. VTS lập tức thông báo cho cảnh sát biển để được hỗ trợ và họ đã lên đường chỉ vài phút sau đó. Cùng lúc này, độ nghiêng của con tàu đã tăng lên tới 50 độ. Các thủy thủ đoàn báo cáo với VTS rằng góc nghiêng khiến việc sơ tán là không thể và con tàu hiện giờ đang ở trong tình trạng khó lòng mà cứu vãn. Nhưng kỳ lạ thay, các hành khách vẫn được thông báo hết lần này đến lần khác rằng hãy ở nguyên vị trí và không được di chuyển. Sau khi nghe được báo cáo từ thủy thủ đoàn, VTS có vẻ như đã nắm rõ được tình hình và họ đã ra thông báo khẩn cấp rằng các hành khách hãy mau mặc áo phao và yêu cầu thuyền trưởng Lee hãy ra quyết định sơ tán ngay lập tức. Các tàu tuần tra và một chiếc trực thăng sẽ đến tiếp ứng trong 10 phút nữa. Tuy nhiên, mãi cho đến 9:30, việc sơ tán mới được bắt đầu. Và chỉ thị này cũng chẳng rõ ràng khi nó chỉ được thông báo từ 15 nhân viên và một số hành khách ở gần đó. Còn đối với phần còn lại, họ vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Không những vậy, thông tin liên lạc trên toàn bộ con tàu phải đi qua quầy dịch vụ khách hàng ở tầng 3, trong khi tất cả các hành khách ở tầng 5 chỉ được liên lạc thông qua bộ đàm hai chiều từ các thủy thủ đoàn. Theo điều tra ở cơ quan chức năng và các hành khách sống sót về sau này, họ chẳng hề nhận được một thông báo nào về việc sơ tán cả. Có vẻ như những thủy thủ đoàn chỉ lo cho bản thân họ khi nhanh nhanh chóng chóng tìm cách rời khỏi con tàu. Cho đến 9:33, khoảng 150-160 hành khách cảm thấy rằng mình không thể ngồi yên mà chờ chết. Họ quyết định nhảy xuống bên dưới và may mắn khi được một số tàu đánh cá gần đó giúp đỡ. Tuy nhiên, chỉ có những người ở gần ban công các khu vực là có thể tìm đường ra khỏi Seawall vì lúc này nó đang nghiêng gần 60 độ. Cho đến 9:38, mọi liên lạc giữa VTS và con tàu đều bị cắt đứt. Nhưng việc mất liên lạc không phải vì radio không hoạt động, mà bởi vì toàn bộ thủy thủ đoàn, bao gồm cả thuyền trưởng, đã rời khỏi con tàu. Khi Seagull bị lật, đa số các hành khách, mà chủ yếu là giáo viên và các học sinh, vẫn tuân theo thông báo là ngồi yên tại chỗ, ngay cả khi nước tràn vào bên trong. Tất cả họ đều dựa vào tường, cố gắng giữ bình tĩnh và chờ đợi mọi chỉ dẫn. Một số đứa trẻ đã nhắn tin cho bố mẹ, quay video và gọi điện về nhà để chia sẻ rằng chúng đang rất sợ hãi. Có thể thấy trong video này, một số nam sinh đã thể hiện sự dũng cảm của mình khi chạy ra ngoài hành lang để kiểm tra một nhóm nhỏ các cô gái. Họ không có áo phao nên các chàng trai phải cố gắng vào một căn phòng khác để tìm kiếm. Thậm chí, một số chàng trai còn tình nguyện đưa cả chính chiếc áo đang mặc trên người để các cô gái có thể dễ dàng di chuyển. Tuy nhiên, với việc góc nghiêng của con tàu đang ngày một lớn thì việc đi lại hay mở một cánh cửa cũng là hết sức khó khăn. Ngay cả đối với lực lượng cứu hộ được tiến hành huấn luyện khẩn cấp, họ cũng phải mất 15 phút để thoát ra khỏi một căn phòng có góc nghiêng 60 độ. Và đây còn là 5 người đàn ông giỏi nhất, được đào tạo chuyên nghiệp và phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau. Không những vậy, việc mặc một chiếc áo phao bên trong một tòa nhà khép kín chứa đầy nước hóa ra lại phản tác dụng và khiến việc trốn thoát càng trở nên khó khăn gấp bội. Vào thời điểm cảnh sát biển đến, con tàu đã ở xa đến mức có rất ít không gian trống cho hành khách thoát ra. Chỉ những người đã di chuyển đến boong tàu ở phía trên mới có cơ hội sống sót. Và phần còn lại sẽ hoàn toàn bị mắc kẹt bên trong. Một số học sinh trong cơn tuyệt vọng đã cố gắng phá vỡ các cửa sổ, nhưng tất cả đều vô ích. Mặc dù ngay lúc này họ có thể nhìn thấy lực lượng cứu hộ và những chiếc thuyền ngay trước mặt, nhưng lại không có cách nào để thoát khỏi chiếc lồng thép khổng lồ đang ngày một chìm xuống. Vào lúc 10:17, tin nhắn cuối cùng được cho là của những người sống sót vẫn bị mắc kẹt sau vụ lật úp được lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, trong một cuộc điều tra của Trung tâm ứng phó khủng bố mạng đã cho thấy không một ai trong số những hành khách bị mắc kẹt sử dụng điện thoại của họ vào khoảng thời gian này và tất cả các tin nhắn đó đều là giả mạo. Không những vậy, trong khoảng thời gian xảy ra thảm họa và cả sau thảm họa, các thông báo của chính phủ Hàn Quốc cũng như các phương tiện truyền thông đều không nhất quán và cũng chẳng chính xác. Có vẻ như họ không muốn tiết lộ những hình ảnh đen tối này đến với công chúng và bạn bè quốc tế. Nhiều người cho rằng chính phủ muốn giữ thể diện đất nước hơn là lo cho tính mạng của người dân. Con tàu đang dần bị lật ngược, tình huống vô vọng này đã khiến lực lượng cứu hộ hoàn toàn bị tê liệt. Một khi các điểm thoát hiểm đều bị nhấn chìm, tất cả học sinh và hành khách sẽ rơi vào một mê cung dưới mặt biển và việc giải cứu bây giờ gần như là không thể. Khoảng 1 giờ tiếp theo, Seagull cứ chìm dần xuống cho đến khi chỉ còn một phần nhỏ của thân tàu nhô lên. Vào lúc 1:03 chiều, con tàu đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Những bậc cha mẹ đã vô cùng tuyệt vọng, còn với lực lượng cứu hộ, họ chỉ hy vọng rằng các túi khí bên trong
vẫn còn đủ để cung cấp nơi trú ẩn cho những người bị mắc kẹt, mặc dù hy vọng đó là vô cùng nhỏ nhoi. Theo thống kê, trong số 476 hành khách và thủy thủ đoàn, 304 người đã thiệt mạng, 172 người sống sót, thì hơn một nửa được cứu bởi các tàu đánh cá và các tàu thương mại trước khi cảnh sát biển đến hiện trường. Một cuộc điều tra do Ủy ban điều tra đặc biệt về thảm họa xã hội tiến hành đã xác nhận rõ ràng rằng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng phải chịu trách nhiệm về sinh mạng của 304 người đã mất. Nếu lệnh sơ tán thực sự được đưa ra vào lúc 9 giờ hoặc thậm chí là 9 giờ 15 thì chắc chắn một điều là tất cả các hành khách đã có thể rời khỏi con tàu một cách an toàn, vì khi đó thuyền cứu hộ, máy bay trực thăng và cả lực lượng cứu hộ đều có mặt tại hiện trường. Nhưng kẻ phải chịu trách nhiệm cao nhất có lẽ là thuyền trưởng và các thủy thủ đoàn, chỉ vì sự vô trách nhiệm và cả những chỉ dẫn khó tin của họ đã phong ấn số phận của 304 con người tội nghiệp. Các nhân viên trên tàu đã hướng dẫn mọi người ở trong phòng của họ cho đến khi hệ thống liên lạc nội bộ bị chập vào lúc 9 giờ 52 phút. Ngay cả khi con tàu đã nghiêng gần 80 độ thì hành khách trên tàu cũng chẳng nhận được thêm bất kỳ một chỉ dẫn nào cả. Có thể bạn chưa biết, ở Hàn Quốc, trẻ em được dạy trong một nền văn hóa vâng lời mạnh mẽ. Nếu một đứa trẻ hay cãi lại hoặc gây rắc rối, chúng sẽ bị phản ánh không tốt với gia đình. Do đó, hầu hết các học sinh chỉ biết chờ đợi, thậm chí chẳng dám rời khỏi căn phòng, ngay cả khi nước bắt đầu tràn vào bên trong. Các video quay lại đã cho thấy, trong những thời khắc cuối cùng, khi biết mình không thể sống sót được nữa, một số học sinh đã sử dụng điện thoại của mình để ghi âm lời tạm biệt và gửi những tin nhắn yêu thương cuối cùng đến gia đình của họ. Đó quả thực là những dòng tin nhắn vô cùng đau đớn và tàn khốc. Trong những ngày tiếp theo, rất nhiều các đơn vị, lực lượng cứu hộ và cả những thợ lặn tư nhân đã vào bên trong con tàu để trục vớt thi thể của những người mất tích. Việc tiến vào thân tàu bị lật úp cũng chẳng dễ dàng khi họ chỉ tiếp cận được tới boong hàng hóa. Lối vào sau đó đã bị cơ quan phòng chống thiên tai trung ương dán nhãn là thất bại. Thậm chí, một sĩ quan hải quân và hai thợ lặn đã bỏ mạng trong công cuộc trục vớt này. Nhiều thành viên thủy thủ đoàn, các cán bộ của công ty Chongenjin Marine, công ty khai thác và vận hành của con tàu Sewol và rất nhiều các quan chức chính phủ đã bị bắt ngay sau đó. Họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về vai trò của mình trong một thảm kịch mà hoàn toàn có thể tránh được. Công chúng còn bày tỏ sự phẫn nộ với chính phủ và truyền thông Hàn Quốc khi liên tục đưa tin sai sự thật rằng những người trên tàu đã được giải cứu. Họ ưu tiên hình ảnh của công chúng hơn cả mạng sống của những người dân. Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ chìm tàu, nhưng sự tắc trách, bất cẩn và vô trách nhiệm của những con người này đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 học sinh và biến nó trở thành một trong những thảm họa nguy hiểm nhất tại Hàn Quốc kể từ những năm 1970.